Man City giành siêu cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Man City đối đầu với Sevilla trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2023 trong tình trạng thua đơn thiệt kép. Họ mất De Bruyne, Diaz vì chấn thương, trong khi Bernardo Silva bị ốm. Bởi vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola phải có những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi đưa Palmer vào đá chính ngay từ đầu. Như thường lệ thì Man City cầm bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Sevilla. Mải mê dâng lên tấn công, Man City bất ngờ nhận bàn thua ở phút 25 do công của En-Nesyri. The Citizen bất lực trong việc tiếp cận khung thành của đối thủ trong hiệp 1 và đầu hiệp 2. Nhưng đúng vào lúc bế tắc nhất, họ bất ngờ có được bàn thắng với pha đánh đầu của Cole Palmer ở phút 63. Tỷ số hòa chung cuộc, hai đội kéo nhau vào loạt luân lưu. Và tại đây, Man City đã cho thấy bản lĩnh với chiến thắng 5-4, qua đó có lần đầu tiên đăng quang tại UEFA Super Cup. Sức hút điên rồ của Neymar sau ngày gia nhập Al Hilal. Sau khi chiêu mộ Ruben Neves, Kalidou Koulibaly và Sergei Milinkovic-Savic, Al Hilal tiếp tục gây sốc với thương vụ Neymar. Ngoài mức chi 90 triệu euro, đội bóng Ả Rập Xê Út còn trả cho tiền đạo người Brazil mức lương hậu hĩnh được đồn đoán lên tới 160 triệu euro cho 2 năm hợp đồng. Đây là thương vụ đầu tư lớn của Al Hilal và ngay lập tức Neymar đã đáp trả nhờ sức hút của mình. Cụ thể theo tiết lộ của tờ L'Équipe Pháp, chỉ 7 giờ sau khi thông báo hoàn tất thủ tục chiêu mộ Neymar, Al Hilal đã bán hơn 10.000 áo đấu được in tên tiền đạo người Brazil. Đây là điều chưa từng xuất hiện tại Ả Rập Xê Út. Thậm chí theo ghi nhận của một số nguồn tin, cửa hàng bán áo đấu chính thức của Al Hilal đã xảy ra hiện tượng sâu xé giữa các cổ động viên. Chiếc áo đấu của Neymar rơi vào tình trạng cháy hàng. Thông tin trên đủ cho thấy sức hút lớn của Neymar. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đã quy tụ nhiều ngôi sao lớn như Ronaldo, Sadio Mane, Kante, Henderson, Mahrez, Koulibaly. Nhưng Neymar lại tạo ra giá trị khác lạ. Sau khi cập bến Al Hilal, Neymar được trao chiếc áo số 10 quen thuộc. Thậm chí, anh còn được huấn luyện viên trao bằng đội trưởng của Al Hilal. Siêu phẩm của Messi gây tranh cãi. Trong khi nhiều người hâm mộ ca ngợi cú sút thành bàn của Lionel Messi tại bán kết League Cup 2023, vẫn có một số quan điểm muốn hạ thấp siêu phẩm của Leo bằng việc cho rằng thủ môn Andre Blake và hậu vệ Philadelphia Union chơi quá tệ. Trên trang Twitter, các lập luận như giải vô địch tệ nhất mà tôi từng thấy, Messi tỏa sáng là nhờ chất lượng hàng phòng ngự quá kém của đối thủ, xuất hiện không ít. 99% thủ môn Andre Blake có thể cứu bàn thua một cách dễ dàng, còn ba hậu vệ Philadelphia Union như đứng xem như khán giả, thay vì làm những gì cần làm. Một tài khoản khác nhận xét, có người hài hước cho rằng Messi trả tiền cho thủ môn tại MLS. Tuy nhiên, đa phần các bình luận đều ca ngợi bàn thắng của Messi. Họ cho rằng đây là bằng chứng giải thích tại sao Messi được gọi là GOAT. Số khác còn ví von bàn thắng của Messi với quả tên lửa đạn đạo vượt đại dương. Cựu tiền thủ Taylor Twellman cũng cho rằng chất lượng phòng ngự của các đội bóng Mỹ không tệ và việc Messi tỏa sáng hoàn toàn do đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng chung. Messi ghi bàn với tốc độ sút trên mặt cỏ là 48 km/h. Tiền đạo 30 lần khao đội tuyển Mỹ viết trên trang Twitter: "Chúng tôi không bao giờ quan tâm về các cáo buộc về chất lượng phòng ngự của các đội bóng MLS." Twellman cũng nhắc lại việc Blake từng 3 lần giành giải thủ môn hay nhất tại MLS vào năm 2016, 2020 và 2022. Cũng bằng mà nói thì cú đá của Messi có độ khó cực đại và thủ môn Blake đổ người hết tầm cũng không thể cản phá. Theo dữ liệu của Analytics, xác suất ghi bàn từ cú đá này là thấp hơn 1%. MU hoàn tất cuộc điều tra Mason Greenwood. Chân sút tài năng của Quỷ Đỏ Mason Greenwood đã dính chàm và bị đình chỉ vô thời hạn kể từ năm ngoái sau khi tòa án phán quyết tiền đạo trẻ vô tội. Câu lạc bộ chủ quản Manchester United đã mở cuộc điều tra nội bộ để quyết định tương lai của cầu thủ này. Tuần trước, MU công bố áo đấu trong danh sách sơ bộ ở mùa giải 2023-2024 nhưng không có tên Mason Greenwood. Điều này khiến cho nhiều người cho rằng tiền đạo người Anh đã bị Quỷ Đỏ loại khỏi kế hoạch và chỉ còn chờ ngày giờ Old Trafford. Tuy nhiên, trong thông báo mới đây, MU đã bác bỏ đồn đoán này và cho biết câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Greenwood. Cũng trong thông báo này, MU tiết lộ đã hoàn tất quá trình xem xét với Greenwood với những cáo buộc mà anh đã từng đối mặt vào tháng 1 năm 2022. Trên trang chủ, MU có viết: "Sau khi tòa bãi bỏ tất cả các cáo buộc với Greenwood vào tháng 2 năm 2023, MU đã tiến hành các cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng. Điều tra dựa trên nhiều bằng chứng và bối cảnh thuộc phạm vi công cộng và chúng tôi cũng nghe được từ nhiều người có liên quan hoặc biết về vụ việc. Trong suốt quá trình này, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan. Chúng tôi có trách nhiệm với Greenwood với tư cách là một nhân viên, một thanh niên đã gắn bó với câu lạc bộ từ năm 7 tuổi
và tư cách là một người cha mới đón đứa con đầu lòng. Bên cạnh đó, thông tin từ The Athletic cho biết, Richard Arnold đã có quyết định sẽ triệu tập Mason Greenwood trở lại đội bóng từ đầu tháng 8 và sẽ quay một đoạn video để giải thích. Dù vậy, hai tuần sau đó, MU vẫn chưa đưa ra quyết định và có thể thay đổi kế hoạch. Những người đứng đầu câu lạc bộ cũng cho rằng đây là quyết định của đội bóng. Ý kiến của người hâm mộ và các cầu thủ chỉ có tính chất tham khảo và đây không phải là một cuộc tư vấn. Harry Kane lần đầu lên tiếng sau khởi đầu thất vọng tại Bayern. Sau thương vụ chuyển nhượng bom tấn từ Tottenham sang Bayern Munich, Harry Kane đã được cho ra mắt ở trận tranh siêu cúp Đức gặp RB Leipzig. Nhưng đây là màn ra mắt đáng buồn với tiền đạo 30 tuổi vì hùm xám thua vỡ mặt 0-3, qua đó tuột mất danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới. Bỏ qua thất bại đó, Harry Kane đã chia sẻ về vụ chuyển nhượng và lý do anh đầu quân cho Bayern Munich. Đội trưởng đội tuyển Anh tin rằng đội bóng xứ Bavaria là nơi lý tưởng để anh tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp và chiến đấu cho chức vô địch Champions League. Trong buổi họp báo đầu tiên tại Bayern Munich vào chiều tối ngày hôm qua, Harry Kane có nói: "Cho tới nay, đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Tôi rất vui vì được chào đón nồng nhiệt và phấn khích được bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Tôi luôn muốn vượt qua giới hạn của mình và xem điều đó có thể đưa tôi đi bao xa. Tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch Champions League. Tôi muốn chiến đấu cho những danh hiệu. Tôi mong chờ thử thách đó." Theo lịch thì Bayern Munich sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương Bundesliga vào cuối tuần sau. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ làm khách của đối thủ mềm Bremen. Đây là cơ hội để Harry Kane mở tài khoản của hôm sáng. Bom tấn Arsenal xác nhận lên bàn mổ. Arsenal vừa đưa ra thông báo chính thức về chấn thương của Jurrien Timber. Theo đó, hậu vệ người Hà Lan dính chấn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối phải, buộc phải phẫu thuật. Timber đã dính chấn thương vào cuối hiệp 1 trận đấu mở màn Premier League của Arsenal thắng Nottingham Forest 2-1 vào thứ bảy tuần trước sau va chạm với Brennan Johnson. Sau khi được điều trị ở đầu gối, Timber chơi tiếp vài phút ở đầu hiệp 2 trước khi được thay ra bởi Takehiro Tomiyasu. Đánh giá ban đầu của phòng y tế Arsenal vào chủ nhật cho biết chấn thương ở đầu gối phải của Jurrien Timber là rất phức tạp, nhưng họ không chắc chắn về mức độ. Điều này buộc pháo thủ phải tiến hành kiểm tra, chụp cắt lớp và MRI và cộng hưởng từ để có thể xác định chính xác nhất. Và kết quả cuối cùng chính là thứ mà Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta cùng Jurrien Timber lo ngại nhất. Hậu vệ người Hà Lan dính chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải. Hiện chưa rõ chấn thương của Jurrien Timber thuộc cấp độ nào, 2 hay là 3. Trong trường hợp tệ nhất của tệ, hậu vệ 22 tuổi người Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu từ hơn 6 tháng đến 9 tháng. Mất mát lớn mang tên Timber chắc chắn sẽ khiến Arsenal phải trở lại thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 để tìm kiếm một phương án thay thế ở vị trí hậu vệ cánh.